111, người dùng có thể thông tin các trường hợp nghi vấn xâm hại trẻ em qua smartphone. Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2019, Chai phân Việt Nam, Cục trẻ em và Microsoft Việt Nam chính thức công bố ứng dụng bảo vệ trẻ em tổng đài 111 trên hai nền tảng điện thoại thông dụng iOS và Android. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng di động tổng đài 111 bảo vệ trẻ em là kết quả hiện thực hóa nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng các hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác bảo vệ trẻ em đã được Microsoft Việt Nam và Chai Fund Việt Nam ký kết hồi trung tuần tháng 7 năm ngoái. Theo đó, Microsoft Việt Nam đã hỗ trợ Cục Trẻ Em và Chai Phân Việt Nam phát triển một hệ thống quản trị thông tin để người dùng có thể báo cáo các trường hợp trẻ bị xâm hại, nhằm bảo vệ trẻ em kịp thời. Ứng dụng bảo vệ trẻ em tổng đài 111 ra đời cung cấp biểu mẫu thông tin nhằm hỗ trợ người dùng báo cáo các trường hợp nghi vấn xâm hại trẻ em để nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Bên cạnh đó, kho thư viện tài liệu cũng được xây dựng tại đây nhằm giới thiệu các thông tin cơ bản về quyền trẻ em cùng một số kỹ năng giáo dục an toàn cho trẻ em